cơm ăn nữa. Ờ, chị hai kể cái hành trình mà chị hai đi 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 lặn sắt làm sao cho em nghe coi. À, sáng thì 7 giờ mấy 8 giờ hai mẹ con sửa soạn ở vỏ lãi, cái đem xôi rồi bánh mì đồ theo, rồi chạy từ ở nhà chạy đi ra cầu Mỹ Thuận đó anh. Rồi hai mẹ con xuống lặn mò đây nè, rồi nhiều khi giấc trưa 11 12 giờ đó. Cái sông đó lớn lắm mà chị, sông đó lớn lắm mà. Sông nó bự lớn lắm nhưng mà mình đâu có lặn giữa ngoài sông đâu anh, mình lặn cặp cặp bờ đó. Người ta hàng đồ có ba cái cọng gót rồi nó gớt đó, Người ta đang làm cầu ha, chỗ đó người ta đang làm cầu ta đương làm nên cầu. cái sắt vụn rồi nó sẽ rớt xuống sông, người ta sẽ bỏ, chị sẽ lặn. Dạ em lặn Cái độ sâu mò nó khoảng mấy mét ngay dưới con kinh đó chị hai? có 4 mét 5 mét 3 mét con chừng, từ À từ cái mé, nhiều khi cái mé cạn mé sâu anh ơi. à rồi lặn. Dạ chị chị lặn lặn có bình hơi không? không, lặn sao không sao chị lặn nổi? lặn đại, lặn xuống dưới rồi nhiều khi gặp sắt bự bự nặng nặng thì lấy cọng dây cột rồi Còn mẹ coi con vô trong bờ kéo cục sắt lên, là thằng con kéo lên. con hai mẹ con kéo hết trơn á. Ừ. Thì khi đi trưa rồi mấy ông nghỉ trưa ăn cơm đó, rồi mấy ông kêu cho ăn cơm luôn, À, mấy ông nào? mấy ông là công trình làm hồ đó, nó chỉ Dạ. chỉ với bé ăn cơm không, lên ăn cơm chung tụi em luôn đi. À. Thấy mẹ con ngày nào cũng ra đi mò hết trơn, thấy tội Mà nghiệp quá à. ông thấy chị lặn ông nổi ốc không? Ông nói trời ơi chị năm nay nhiêu tuổi rồi mà chị lặn hay dữ vậy, nói gần 50 tuổi rồi anh ơi. Nói trời ơi từ đó giờ em đi mằng công trình hay cầu đường chỗ này chỗ kia em chưa thấy người đàn bà nào mà lặn như chị hết trơn, Ừ mà sao rồi. chị lặn hay quá trời luôn. Nhiều khi mấy ông chụp hình em nữa đó, À. mấy ông thấy Thấy ông kỳ lặn quá mà, thấy cái kỳ mấy ông quá. đứng ở trên cầm cái điện thoại gì nè, mấy ông chụp hình đó. Gần Rồi rồi. 50 tuổi rồi mà đi còn đi lặn đi mò đó chứ 50 gì. tuổi mà lặn cái này thì Ừ. lặn dưới sông mà, chứ phải là trên 49 bờ. tuổi rồi. Chứ phải trên bờ đâu mà dễ dễ Thôi. mò gì năm. Bởi vậy. Lặn cũng với hai cái tay mà quơ vậy nè, cái đầu bóp bóp vô sình vậy nè. Ủa Đụng ông sắt hỏi trong đầu rồi dở lên. nhiều hóa lắm vậy hai? Nhiều cũng nhiều con ơi. Rồi một ngày vậy là gì nè, chị lặn vậy là được khoảng bao nhiêu tiền? Đây từ ở nhà em đổ xăng đi xuống dưới cũng 70 80 cả 100.000 tiền xăng á. À. Mà nếu mà mò mà bữa nào có đồ bán cứ 300 mấy 400, À. còn bữa nào không có ít đó thì cũng 200 200 mấy, Vậy là phải bỏ bữa công, bèo vậy là hai trăm bỏ mấy bỏ công sức ra lặn rất là lâu. nói chứ. Con nước ròng thì mình đi rồi nước lớn mình về, Dạ. nhiều khi nước 12 giờ mấy 1 giờ lớn, rồi khi 10 giờ cũng không chừng Dạ. em đi theo nước vậy đó. Dạ. Nước ròng rồi đi rồi nước lớn rồi đi về, Dạ. bữa nào mà lặn mà cảm thấy mệt đuối quá thì không có ra đó lặn nữa. Cái hai mẹ con chạy cặp cặp nhà sàn chợ đó, còn nhỏ nó ngồi trên mũi vỏ lãi nó móc, rồi em thì đi xuống với mé sình vậy nè, À. lượm ba cái hộp lon đồ người ta liệm xuống đó với chai mũ đồ đó. Dạ. Bởi vậy chị nghe nghe chị nói mà một người phụ nữ mà phải vất vả vậy thấy. Trời ơi, hồi đó cũng đi lặn đi mò dữ lắm á chứ Chiến ơi. Hồi đó gì năm là con ở đó. Có luôn À. hồi 18 Em 19 tuổi đó. À. Cũng đi lặn đi mò đi theo cái bến chợ đó chứ Chiến, đi Dạ. theo mấy cái chỗ mà người ta sửa máy đồ đó. Dạ. Cái người ta hàng cái sắt tâm á, tâm khúc 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 gì nè. Rớt. Cái đấy Giờ em gỗ đọc lại đại. đây đó. Chứ không thôi có cục hết á, cái mình hàng gà gì nè, cái nó Dạ. vô cục xa cục hết á. Dạ, cái Dạ. mình lụm. Đâu đó đi mần dữ lắm chú ơi, cái chừng mà nước lên cái chú biết đi làm gì nữa không, đi lượm hột xài với hột hột sầu riêng người ta ăn, rồi còn hột đó thì người ta lượm về mình nấu, mình đã bỏ mình nấu mình ăn, người À. ta là mình lượm về nấu ăn. Còn cái hột xài á, hột xài đó người ta ăn hột có chú Chiến, về lượm về đứa quải bao bao đem về. Bán người Rồi ta ông này người ông ta bắt rửa cái đúng gỗ, chắc cái rồi. gỗ bàn kia nào ông rửa, Dạ. rồi lấy cái hột nào lép á thì bỏ, À. còn cái hột nào còn xài được á là bán lại cho người ta 200 đồng hột rồi Vậy đó. là hầu hầu như gia đình nhiều năm hầu hầu như cái gì cái nghề nào cũng có trải qua hết. Người nào cũng có trải qua hết trơn. Trời ơi. Nghe Có chung bữa nào lặn nó bị bệnh không chị hai? Thường thường như em xuống sông em lặn dừng dài hơi là em bị nghẹt mũi rồi bị cảm mà. có mới hồi lúc mới bị con bị cảm nhảy mũi rồi về ra nước mũi rồi ha, rồi từ từ làm như nó quen thì quen chứ thiệt. Bây giờ chị lặn cái hơi dài không? Chị xuống sâu, chị xuống sông á. Lặn một hơi nó có khoảng chừng 1 phút mấy không? Ở đó Lặn dưới quen á, vậy năm lặn dưới có quen. bữa em mà dưới
chỗ nào nước sâu sâu không, nấu lên không kịp, uống mấy hớp nước mới lên được tới mặt nước. Tại vì khi mà mình vừa lặn xuống thì mình cái tay mình nó đụng được một cái cây sắt hay gì đi mà nó cái hơi mình gần hết rồi là mình phải đeo luôn. Đúng rồi, mình đeo lại mình lấy cặp dây mình cột lại. Đeo dây cột. Cây sắt đó lại, chứ nếu mà mình nổi lên thì mất dấu mày. Mất dấu. Gán đeo luôn. Uống nước. Nổi lên không kịp, lên mặt nước không kịp là uống mấy hớp nước. Vậy. Rồi mới lên. Dạ. Yeah. Bây giờ đi ngoài mấy anh kia thấy chụp hình luôn. Chụp hình luôn. Thấy gì mà khủng khiếp quá mà. Hai mẹ con. Có ghe cái xuồng của chị đi em thấy nó trời nó tệ quá trời, bữa em có vô trong lần đó cái xuồng mà đậu dưới mé sông cái gì phải không? Cái xuồng cây đó em mua người ta là 700 ngàn mà lúc nó còn đi được, rồi bây giờ nó mục hết trơn rồi nên. Dạ. Rồi cũng mới mua cái vỏ lãi mà bữa anh Kha anh vô quay đó. Dạ. Mới mua vỏ lãi đó. Đang đi mò. Dạ. Chứ giờ đâu có còn phương tiện nào nữa đâu đi. À. Cái kia nó hư rồi mua cái khác. Dạ. Đi kiếm ăn. Bởi vậy thấy có những người rất là vất vả luôn đó mọi người. Như chẳng hạn như chị Hai nè, phải không? Gần 50 tuổi mà phải lặn xuống sông mò từng cái miếng sắt. Nói thiệt anh Yến bây giờ còn đỡ. Cái hồi đó em đen thù lù luôn, mặt mày nắm đen nắm đỏ chứ. Tại vì mình lặn ở dưới nước rồi mình lên mình chạy máy nó hơi nắng à. Hắt vô mặt mình. Vì con nhỏ con gái đó mẹ ơi, mẹ nó gài bà đen bóng ngờn luôn á mẹ. đen bóng ngờn luôn á. Ừ, nói vậy mẹ mẹ gài sao bà đen dữ lắm luôn mẹ, bà đen bóng ngờn luôn á mẹ. Hồi nãy chị Hai tâm sự thì nghe nói chị Hai cũng có còn đứa con gái đi, còn đang đi học. Chị gán cho nó đi học, đừng cho nó nghỉ. Dạ. Tính cho nó học lớp 9 cho nó nghỉ, cho nó đi mà hộ quà được tí. Trời ơi, bây giờ chị cho nó nghỉ thì cái tương lai nó cũng lại như vậy hà. Mình gán được vài năm nữa đi cho nó học đi rồi nó tương lai của nó sau này đỡ hơn tí. Hồi sáng tính không có ra ngoài này. Dạ. Rồi mẹ bà điện, bà hỏi cái này có đi làm không? Dạ. Nó tưởng gài cái máy hư má ơi rồi không có đi. Má nói không đi thì chạy ra ngoài này chơi. Dạ. Hôm nay má mua con vịt má cúng lúc bữa hộp má bệnh má giái đó. Dạ. Cái máy nó hư mà em thấy thành lọc nó giật quá trời nó giật luôn đó mà. Rồi bữa đó giật tôi muốn xỉu cái mồm tôi tím ngắt luôn, tím thiệt luôn. Nó không chạy. Nó không chạy. Thì lập nó ra đây kể nè, trời ơi, con dì Năm ơi con thấy chị Hằng giật cái máy. Môi đồ nó tím ngắt hết trơn luôn, không thấy gì con giật mấy cái nữa mà không chạy. Không, giật dữ lắm, thằng Long giật cũng dữ lắm. Ừ, không chạy luôn. Em dữ lắm luôn mà không chạy. Nói chứ nghe bữa hổm trước nó cũng chìm vậy đó. Rồi tôi cũng xuống nước tôi mò, tôi khiên lên trên bờ, mở ra bình xăng con, ra chút nước ra, mở cái bình xăng mẹ chút nước ra hết. Rồi thay nhớt, rồi châm xăng mới vô, rồi giật nó vẫn chạy bình thường mà sao chiến này sao mà nó bị hư luôn. Làm như nó chìm nhiều lần rồi cũng nó chết cái pin, cái cục pin sườn máy. Dạ. Nó giật CC nó chết. Đúng rồi, cục CC chết rồi đó. Phải thợ mới được, đem thợ mới được. À, đi gã ra banh ta lông hết trơn luôn rồi. Coi cái hư gì ở nhà hư cục CC luôn. Thanh làm gì giống Thanh? Thanh ngồi giống rồi mọi người. Phải đi mua cục khác. Thanh. Ơi. Ơi. Ra chơi. Coi hình á. Ra mua sầu riêng ăn nè. Nghiệp cái gì trái. sao con bỏ không đó, nó chưa chín là gì, nó chưa chín là gì Thanh, sầu riêng ra đi. Ừ. Ra người ăn muối nãy em mới ra cái kêu gì nè, chị hai ăn sầu riêng đi trong tủ nó còn trái đó. Nó thảo ăn lắm nghiệp. Chị hai khui đi. Dạ thưa gì các bạn, thì nghe chị Hai kể lại cái cảnh mà chị Hai đi lặn sắt thì vũ chiến một người nam không có tưởng tượng nổi cái cảnh đó nó ra sao luôn. Ngày qua chú Kha chú tặng nè, người con trái nè. Phải không? Ừ. Ông. Ồ thơm quá. Đó. Tặng cho người con trái nè. Đụng. Trời luôn. Bể luôn. Người sáng ngày người ngồi ăn cơm nay thử mùi hoài hả? Thử hả, thơm hả? Mẹ mẹ ăn thơm. Ê. Giọng nâng ra. Mấy dao chặt đầu. Nấu chặt đầu. Bây giờ Thanh đem ra sầu riêng đãi chú Chiến. Chiến. Chị Hai đang khui. Trái sầu riêng thơm phức à, vàng tươi luôn à.
lấy cái dĩa. Lấy dĩa Thanh. Thanh. Mỗi lần mà ăn sầu riêng cực quá. Cực thiệt, đau tay. Đau tay, khui cái đó đó. Đó đó, đó bung ra đó. Này, cơ lì chỗ của cô Năm. Chỗ cô Năm. Ê đừng húp. Hồi nào mà húp vậy? Chỗ của ai? Trời ơi, thơm quá Thanh ơi. À đau à. Ồ đó 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 đó. Ê bên kia. Nè. Đây. Lấy cái muỗng mà Dũng. Lấy cái muỗng ở đây, muỗng nhỏ đem đây. Thanh nó đâu ăn hả chị Năm? Thanh có con đâu ăn sầu riêng hả Thanh? Mà con có ăn không? Có hả? Trời. Riêng quỳ luôn. Giờ quất nữa không? Bây giờ ăn nữa không? Miếng này đi. Cho con miếng này đi. Ồ thơm quá. Đưa cho anh Thanh miếng đó đi. Từ từ đi. Khoan để chị té cái này ra đây còn muối trong này nữa. Còn hay có chừng còn á nha chị hai. Mình còn sao một chút xíu bỏ đó là chết rồi. Đó tuyệt vời. Đây nè con, ấy xong rồi nè. Anh bóc đi. Đây thử ra. Mấy cái muỗng múc mới được chứ bóc đó, đi. Múc ra, đem múc ra. Vậy lấy ra người ăn muối con. Người ăn muối. Mời mẹ trước. Lấy cái dĩa mời mẹ trước. Lấy cái dĩa mời mẹ trước. Chị hai làm đi hai. Rồi mời mẹ được rồi đó. Rồi mời mẹ đi. À. Mẹ lấy miếng ăn đi. Rồi. Đó, mời mẹ ăn đó. Chị Chiến đi. Mời chú Chiến. Rồi, cảm ơn. Thơm không? Nè con gọi ăn đi rồi chị thử ra nữa cho Dũng ăn đi cưng. Ồ, ngon quá vậy, năm trái dược sầu riêng này ngon nè. Ăn đi cưng. Ăn đi, Thanh ăn đi. Được cậu ba miếng đi, con ăn. Yên ăn đi con. Con có miếng vậy. Ăn đi. Ăn đi con. Này con, ăn cậu miếng vậy. Ngon. Nhận qua cho người trái ăn đi hàng. Dạ. Yeah. Ngon lắm hả? Ăn hồi lấy hộp nấu. Đóng hộp chậm chậm. Rửa ra nấu. Có nấu lần nào chưa? Nấu ăn rồi. Chiến có ăn cái hộp này chưa? Chưa. Ngon lắm á. Chưa mới nấu rồi. Để cả. Ngon không? Rửa nấu làm. Chưa. Chưa phải đầu mình nấu gì đó. Rửa rồi nấu làm. Từ đó giờ con chỉ nghe là người ta nói là nấu ăn được thôi chứ con chưa có ăn lần nào hết á. Ăn đi chú Chiến. Dạ. Nấu đi chú, con nấu hộp cho ăn. Ăn như khoai từ vậy hả? Ăn như khoai từ mình vậy. Ngộ thôi. Nhớ hồi nhỏ anh biết á. Thấy người ta ăn nhãn rồi sầu riêng này nè. Thèm á. Chị em làm gì biết không, cầm cái bọc á. Đi lượm cái hộp sầu riêng. Đi lượm hộp sầu riêng. Với hộp nhãn á. Vì ông già ông nấu cho mấy chị em ngồi rồi tắt ra ăn. Chú tên là ăn trừ cơm luôn ha. Không có gạo mà nấu luôn. Chứ hồi đó mà còn hồi đó thiếu thốn lắm gì năm. Ừ, đó thiếu thốn vậy lắm. Người ta giàu người ta mới có trái cây đồ ăn, còn mình nghèo đâu có ăn tôi đâu. Nói 5 giờ, chú biết 5 giờ cái mà lúc đi ghe nghe chú Chiến. 5 giờ cái lên cái chỗ mà ta gánh cá bên Vĩnh Long mệt á. Dạ. Ta gánh cá lên bờ đó, cái cá nó nhảy ra ngoài. Dạ. Lụm cá về bán mua gạo ăn. À. Mà em kể anh Chiến nghe hồi đó nè, anh hỏi mẹ em coi. Em mới có 14 tuổi thôi. Em thích đêm nằm có chấn giỡn mắt hết chứ. Là mấy cái tàu đánh cá người ta ba cái cá biển cá đồ đó ta đem về dựa người ta căng đánh chiến. Dạ. Rồi em thức em có cái vỏ sách em đi lụm đêm 2-3 ký 3-4 ký cũng có ký mấy cũng đi. Có nghe bữa nào nhiều thì bán nhiều ít bán ít ví dụ 4-5 ký thôi em bán em chừa lại chừng nửa ký 1 ký gì đó. Dạ. Ăn còn cộng như bán đem tiền cho mẹ mua gạo nuôi mấy đứa em. Sau đó là chị hai là lớn nhất chắc chị hai cực nhất. Thì đó. Tại vì mấy đứa em nó còn nhỏ. Ban đêm là em không có ngủ. 12 giờ hay mấy là tàu về rồi đó, bắt đầu là em thích cầm cái vỏ em đi rồi đó. Dạ. Yeah. Là rồi mấy cái chợ mà người ta bán ra cái bỏ ra cái nắp chải đồ này kia nó lặt mà mấy cái bẹ trắng đó. Dạ. Đi lượm cái đó đem về lặn ngày ba xào. Xào ăn. Bắt nấu canh ăn. Không tưởng tượng nổi cái cảnh mà khổ của mình ngày xưa. Dạ. Khổ lắm thiệt. Cái này thứ hai muối lần. Ăn đi, dạy đi. Đâu ăn lâu rồi, đâu có này đi lắm. Dạ. Bỏ mẹ, đi về bỏ mẹ ăn không? Dạ, ơi. Đi ăn không hả? Dạ. Tại em thấy mấy người em bị bánh dơm. Chứ hồi đó chị Năm thì với Dượng Năm thì lo đi mận. Đi
Dạ. Chị thì phải giữ mấy đứa nhỏ. Coi mẹ em đi nặng thế, từ sáng 5 giờ đi cấp cứu tới 4-5 giờ đi mấy cái gì á. Phải ở nhà phải nấu cơm, nước rồi lo mấy đứa em. Dạ. Mình đủ nghề chứ, với người hết một đứa rồi tôi với ông này đi, đi gỡ ngủ gòn á chứ biết. Chứ biết ngủ gòn ăn được đó. Đi vô giường á. Chị gỡ ngủ gòn. 150 ngàn, 1 ký đó, ngủ gòn rồi đó. Biết nhiêu ký đó, 50 ngàn. Rồi 30 ngàn. Cái cục bay lớn gì nè, nhất là nhì á, cái cục mũ gò bay lớn gì nè phải không, nếu mà nó khô anh qua Cần Thơ căn có thể là 250-300 ngàn một ký mũ gò, còn nếu mũ gò bông mai bằng ngón tay vậy nè ha là anh căn cũng 100 mấy 200 ngàn một ký. Ở đó đi kiếm chiếc ghe, em một chiếc xe đạp, rồi ba em thì chạy máy ở dưới sông, em thì lên đạp chiếc xe đi coi dài dài đường gì nè, rồi đi lại cái bến nào cái chợ nào gì đó gõng đậu đó ghé đó, rồi chiều đi gõng gòn chiều gì ghé bến chợ đó đó, rồi kiếm ghe xuống ghe để đặt cái xe đi gỡ mua gòn nhiều cây ha, bằng cái ôm gì nè phải leo lên, em leo tốt cái chỗ này em gỡ xong rồi phải không, cái mũ gòn mà cái nước nó tươm ra đó nó chừng xuống xuống không được, nó chừng nhớ cây gòn em không lên được mà xuống xuống không được, tại vì mình gỡ rồi báo nước mũ nó tươm ra nó tươm ra nó trơn cái cây, trơn cái cây xuống không được, em ngồi em nắm thiệt luôn tới đỏ đèn luôn, em nói vậy nè giá trời giá phật, mình có gặp người ta đi ngang đây nè, mình kêu người ta mượn dùm cái thang là xuống, bây giờ không thể nào xuống được cái yeah. Không ai đi ngang hết á, em cởi cái áo tay dài ra em làm cái nài à. Chọc vô hai cái giò em ôm cái gòn từ trên tường xuống nguyên cái gòn, em chạy nó rướt máu hết trơn luôn, cái gòn nó có gai mà, cái gòn nó cái gòn trơn cái mấy con gòn gai có những loại chứ, đưa vô cái gòn là đặt cái gòn không không có gai đó. Còn cái gòn gai có nữa, gai có gai nó yeah. Luôn cái gì ông già ông hỏi vậy nè, trời ơi mày đi gỡ mũ gòn gì mày thấy tối chứ hả, bờ bà con lên cây gòn á ta thấy mũ gòn ở trên cao cái ham quá trời, cây gòn mũ gì đó cũng gỡ mà tới chừng gỡ xong mình xuống không được, hôm qua cảm hỏi sao mình xuống không được, cái mình gỡ rồi cái nước mũ gòn nó tươm ra nước cái cây gòn, rồi mở cái tay vô gì nè nó không có bám vô cây gòn, cái mũ gòn đó là ăn nó mát lắm, người ta lại để người ta bán đó, đó bên Cần Thơ dạ. Bán chung với lần ơn hộp dạ dạ đó, đúng rồi đó đó đúng rồi em biết cái đó mà rồi Thanh rớt rồi gán để Thanh hết luôn Thanh hiến làm cục nữa thì con sao con gán rồi đó con nè ăn hai núi rồi quánh cục nữa cái gán chia hả thành ba ông không giờ giờ mà kể là cái gia đình mình mấy cảnh ngày xưa rớt nước mắt hay gì năm không không tưởng tượng nổi hả, không tưởng tượng nổi cái cảnh khổ thè hàng cục thanh cục nữa nè, nhớ lại sự tích hồi xưa ha, muốn rơi nước mắt luôn, nó bóp cục nữa đi, khổ bằng chưa từng thấy khổ luôn, bóp luôn hả, rồi cục đi hết luôn, rồi cục đi bài đặt điệu 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 hả, bài đặt cái điệu điệu hả, nè đốt kem bài đặt đúng rồi, bài đặt cà điệu của điệu gớt của dân mình bây giờ đó, bài đặt cà điệu của điệu hả, rồi cái giấy làm cái gì đó quay thì nó còn nói được luôn nó nè giấy nè nó sao biết không, còn bị hai cái bà muốn khóc luôn, sao tội nghiệp gì hai Thanh 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 sao còn tội nghiệp gì hai Thanh hả, cất cho chị hai được cái nhà mừng hả, tụi con có nhà chưa, có rồi mẹ có gọi con mừng không nhà này hả, nhà này có ai ai là con. Ai sở hữu con hả, giữ à ai đứng tên, con đứng tên cái gì cũng đòi đứng tên, hôm ba bữa đi thành phố rồi, hôm ba bữa đi thành phố làm gì, thành phố thì mình cái này cứ lên nó đau đầu nó nhức quậy nhà này bệnh hoạn gì đâu, không hoạn hoài luôn ngậu quá, chị Nam biết sao không, mỗi lần mình nhúng chai nó nhất chị Nam biết sao không? Tại hồi nhỏ mình giống như mình làm quá chứ mình ăn uống không đủ chất cái gì đâu, bây giờ cái nó bắt đầu nó phát bệnh ba bữa đi uống nhiều quá uống nhiều đi đó, có nhỏ này về tránh nhất chưa, cạp gì á, cạp sầu riêng ăn gì ạ, mùa này mùa sầu riêng mà ăn đi, còn hộp nữa thằng này ăn đi, ăn đi ngán rồi nó béo quá, anh làm luôn á, anh quốc đi anh làm luôn à, anh làm luôn vậy
nè, ngại ngùng gì nè, quất đi em. Xưa nó có gì đó. Em ăn đi, chúng nấu hộp lấy ăn. Hộp ăn. Ừ, dạ. Nấu ăn. Dạ. Đổ nấu đi. Dạ. Rồi em ăn cái hộp này đi rồi. Đổ cơm nữa. Nấu đi. Đúng kìa, ăn đi. Ừ. Đó có đồ ăn. Có đồ ăn. Đi qua chợ người ta cho gì ăn đó. Cho ăn gì ăn. Dạ. Ờ. Đó, chị cơm thì ăn không có từ, có đủ tiền đâu, đâu bán đâu đủ tiền ăn đâu mà mua gạo mua đồ ăn đâu, bởi xin được chai, xin được chai được chị không ngừng xách cái hộp này còn đi bán thì để dành tiền mua sữa cho tiền uống, người xin hộp cơm hộp cơm rồi ba cái đầu tương đâu cái gì ăn nhà thương này chị đóng tranh thủ đi mấy ông, mấy ông, mấy ông thấy là mấy ông biết hả? Biết. Xin kiếp rồi mà mấy ông không cho luôn đó chú Chí. Mấy ông từ thiện không cho, người ta nói là cho mấy người bệnh cho mấy người ra trong bệnh viện thôi à. Còn mình ở ngoài, mình ở ngoài ở ngoài thì không cho nữa. Thế nó ngay từ tội nghiệp ông cho ông Năm Chài á nghe. Nó thôi kệ, nó cho bà ăn đi. Dạ. Tội nghiệp bà con đông rồi kia nọ mà bảo vệ cháu mình bán với số nữa. Rồi, dạ. Nên mấy người bên đó ở già cầu không có nhà ở, không có nhà cửa. Người ta để cho luôn, từ đó tới sao người ta cho luôn. Từ đó tới sao người ta cho luôn. Dạ. Cái tôi kể chú nghe có cái cô nào bảo đâu không biết cũng sang trọng lắm mà chú Chiến. Dạ. Cái bữa đó gặp tôi quải tiền đi bán vé số. Cái cổ mới đem gạo lại đó đó. Cái cổ mới hỏi tôi chứ gì ở đâu mà quải nhỏ đi bán vé số à. Tôi mới nói cô ơi, tôi ở già cầu tôi không có nhà cửa gì trơn á. Mà con dâu tôi nó bị khờ khờ nữa, nó không biết gì hết trơn á, nó đâu có nuôi con được đâu, rồi mấy mẹ con đi bán với số. Cái cổ mới dặn mấy ông cà thiện gì nè, thôi đi nếu mà gì này với nói vậy thôi cho dĩ mớ gạo. Mấy ông nói thôi đi khỏi cho, vì gì bả cũng qua đây bả lấy cơ bả xin cơm qua. Thôi vậy tôi nấu luôn, tôi nấu sẵn luôn, bả qua bả lấy hả? Nấu sẵn luôn rồi bả qua đây bả lấy bả ăn hả? Dạ. Tôi nói thôi rồi mà mấy ông tại tiện nấu gì tôi cũng mang ơn. Thôi đi cô ơi, để gạo đây đi. Dạ. Đó lúc nào nó ngay lúc nào cô ơi, lúc nào tôi bán có tiền tôi cũng mua gạo về tôi nấu cơm mấy mẹ con dạ. ăn. Dạ. Khi nào thiếu không có là tôi mình mới qua đây tôi xin thôi. Dạ. Dạ. Cái xin ghét cái mưa gió mà không được quay xin ghét mà không cho nữa chứ kia cái sau này mấy bà mấy ông mới phát hiện là khổ quá mấy ông mới cho nữa cho luôn cái sau này mới phát hiện mới gặp ông Năm Chài thì ông mới nói gì đó chứ đầu tiên người ta la bà này ở đâu đâu nằm bệnh viện đâu ngày nào cũng lại xin cơm ôi ôi nó khổ. Ôi ôi, cảnh khổ hay gì đâu. Khổ ghê khổ. Khổ đi rồi, để vô một con á. Còn mấy hộp còn lại bỏ đâu á. Thôi giờ thưa các bạn, thì video của chúng tôi đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.